Trà chanh từ lâu đã là một đồ uống phổ biến rộng rãi khắp đất nước Việt Nam. Thật tiếc nếu như chúng ta không tận dụng được mặt lợi hại này. Chanh kết hợp với sả sẽ tạo nên hương vị vừa quen vừa lạ. Bài học hôm nay, trà chanh sả đá. Tôi là Đỗ Duy, giảng viên pha chế và là người tư vấn những món đồ uống hiệu quả nhất trong kinh doanh. Và đây là Pha Chế Online, nơi các bạn được học công thức đồ uống, cốt thấp, lãi cao. Bước 1, ủ trà. Cho một tép trà chanh vào bình lọc. Cắt 3 lát sả. Cắt 3 lát sả. Rót 120ml nước sôi vào bình lọc. Ủ trong 5 phút. Bước 2, tạo vị và làm lạnh. Bỏ tép trà. Cắt đôi quả chanh. Cắt một lát chanh tròn. Vắt nửa quả chanh. Thêm 15ml đường. Rót vào bình lọc. Cho 2 viên đá to vào bình lọc. Lắc bình lọc. Rót ra cốc. Hoàn thành bước 2. Bước 3, trang trí và phục vụ. Trang trí bằng một cây sả. Và một lát chanh tròn. Phục vụ kèm ống hút già. Hoàn thành.
Bước 1, ủ trà. Cho một tép trà chanh vào bình lắc. Cho 3 lát vào bình. Rót 120ml nước sôi vào bình. Ủ trong 5 phút. Bước 2, tạo vị và làm lạnh. Cắt đôi quả chanh. Cắt một lát chanh tròn. Vắt nửa quả chanh. Rót 5ml chanh tươi, 15ml đường, 15ml mật ong vào bình. Cho thêm 3 viên đá. Lắc bình lắc. Rót ra cốc. Bước 3, trang trí và phục vụ. Cắm một cây xả vào cốc. Thả một lát chanh tròn vào cốc. Phục vụ kèm ống hút.